Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo Bộ Công an vào chiều mùng 8 tháng 7, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra A09 cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra ngày mùng 7 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy San, tức Ô Huy Đức và ông Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư vì dân, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra đến nay xác định bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các bài viết có nội dung vi phạm trên mạng xã hội, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước các tổ chức cá nhân. Đến nay các bị can đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Trước đó cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ông Trương Huy San hay còn gọi là Huy Đức, sinh năm 1961 quê Hà Tĩnh, từng công tác tại một số tờ báo, còn ông Trần Đình Triển là tiến sĩ luật, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hơn 40 năm hành nghề luật